Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Trong vài giờ gần đây thì đã có một cái thông tin trên mạng xã hội lan truyền khá là nhanh chóng đối với một cái trường hợp, đó là Khá Bảnh đã mất tại trại tạm giam. Như các bạn cũng đã biết á, là idol giới trẻ Khá Bảnh, tên thật là Ngô Bá Khá, 27 tuổi, sống tại Bắc Ninh. Đây là một cái người mà nổi tiếng trên mạng xã hội với những cái phát ngôn gây sốc. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, bị Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên án về cái tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc 10 năm 6 tháng tù. Nếu mà chúng ta tính thời gian thì đến thời điểm hiện tại thì Khá Bảnh vẫn đang phải chấp hành trong cái trại tạm giam. Tuy nhiên, sau khi mà cái thông tin chia sẻ ở trên nó được lan truyền, rất là nhiều người đã vào comment rip đi một kiếp người, cũng có những người vào người ta cũng có những cái lời nói không hay, sẽ làm ảnh hưởng đến những cái cơ quan chức năng nhà nước. Nhất là người ta sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi là cái việc quản lý phạm nhân như thế nào mà dẫn đến cái trường hợp này, dẫn đến cái trường hợp mà cái người phạm nhân đang thực hiện cái chấp hành án lại bị một cái đối tượng trong cái trại tạm giam này gây thiệt hại về tính mạng như vậy, đúng không? Thì khi mà chúng ta tiếp nhận những thông tin này, chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi đó là ta quản lý như thế nào. Mà thực tế các bạn thì là theo quy định của pháp luật nha, thì đối với những cái cơ sở trại tạm giam như thế này, nơi mà những cái tù nhân phạm nhân người ta chấp hành án á, thì đều có những cái quy định nghiêm ngặt khác nhau. Và trong những cái quy định này, người ta cũng hạn chế những cái vật liệu, những cái sắt nhọn để mà cầm tay gì đó các bạn. Do đó là hầu như rất ít khi mà có cái trường hợp nào mà người ta dùng những cái vật sắt nhọn đâm những cái bạn tù. Thì cho đến thời điểm hiện tại, sau khi mà báo chí liên hệ với công an tỉnh Hải Dương, thì công an tỉnh Hải Dương cũng đã cung cấp rằng là chưa tiếp nhận cái trường hợp nào liên quan đến việc Khá Bảnh bị đâm trong tù. Do đó đến thời điểm hiện tại thì những cái thông tin mà chia sẻ về Khá Bảnh này cũng là những cái thông tin vịt thôi các bạn, là những thông tin nó không đúng sự thật. Nói này không phải hù các bạn, nhưng mà đã có một cái nghị định, đó là nghị định 15 năm 2020 tại điều 101 có quy định về cái trường hợp việc sử dụng quản lý mạng xã hội gì đó. Thì trong cái điều khoản quy định này, nó có quy định những cái trường hợp mà chúng ta chia sẻ thông tin nè, hoặc là cung cấp những cái thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của những cái tổ chức cá nhân khác, thì chúng ta sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Mà cái mức phạt này á, là nó đối với cá nhân thì sẽ bị phạt là 1/2 thôi các bạn, bị 1/2 thôi, có nghĩa là nó sẽ dao động từ 5 đến khoảng 10 triệu, thì trung bình là ta sẽ bị phạt là 7,5 triệu. Cái việc mà mình chia sẻ những cái thông tin trên mạng xã hội mà nó không đúng sự thật á, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng cho mình rất là nhiều. Mình không biết là cái nguồn tin này nó từ đâu ra, và đến thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng người ta khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Nếu như mà trong tương lai nó có xảy ra cái sự việc này thì Phúc sẽ cùng mọi người phân tích về vấn đề này kỹ hơn. Tuy nhiên, mình muốn là mọi người lưu ý là khi mà chúng ta chia sẻ những thông tin như thế này á, thì chúng ta sẽ cẩn thận hơn rất là nhiều. Phải cẩn thận các bạn, những thông tin này mà chia sẻ mà không đúng sự thật á, đến khi mà bị truy cứu ra thì lúc đó thì chúng ta là người thiệt hại. Và nếu như mà mọi người cảm thấy cái thông tin mà Phúc chia sẻ nó hữu ích á, thì mọi người hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người.